vợ ta đói rách ta thương, vợ người áo gấm sông Hương thì mặc người. Bây giờ các bạn chung thủy không? Thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn, thuận bè thuận bạn thì tát cạn biển Đông. Đói cho sạch, rách cho thơm. Hôm nọ họp nội chính tôi kể chuyện ông bố mà dạy đứa con đi ăn trộm quả trứng ấy. Nhiều đồng chí sau phản ánh cho tôi biết là nói tôi bảo cụ nói thâm nho lắm. Có thấy nhục không? Có thấy xấu hổ không? Thế vì ai ăn cắp? Thế tham nhũng có phải ăn cắp không? Thế có thấy xấu hổ không? Có thấy nhục không? Tôi lấy cái chuyện ngày xưa ông bố dạy ăn cắp một cái quả trứng ở bà hàng xóm, về bắt giải chiếu, lấy roi nằm ra hỏi tội, nhận tội xong bắt mang quả trứng sang trả bà hàng xóm rồi xin lỗi. Nhưng chưa đủ, cụ lấy quạt mo đeo cái dây. Tôi là thằng ăn cắp, từ nay tôi thi chừa. Cụ bắt diễu đi khắp làng, thằng làng nhà tôi là dọc thắng. Ông đằng sau ông cầm cái roi, thỉnh thoảng lại quất cho một roi. Hô lên, tôi là thằng ăn cắp, từ nay tôi xin chừa. Đi một đoạn không hô lại, hô lên. Sau khi trở về lại bắt nằm xuống, xin lỗi thì nhận mấy roi. Rồi thôi con xin tha, không được, đánh ba roi. Lần này thôi được rồi, lần này đánh cho một roi cảnh cáo rồi. Thưa các đồng chí, sau là cái anh ấy trở nên tiến bộ đấy. Thì các cụ dạy con thế đấy. Nếp nhà đấy. Rồi phải thật thà là cha quỷ quái, tôn sư trọng đạo, nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, phải biết tôn sư trọng đạo. Lời chào cao hơn mâm cỗ, mua danh 3 vạn, bán danh chỉ có 3 đồng thôi. Giữ lấy nếp nhà, giữ lấy chân quê. Cái bài thơ của Nguyễn Bính. Nguyễn Bính ngày xưa có 2 cái tập thơ nổi tiếng là Nước Giếng Thơi và Lỡ Bước Sang Ngang. Thì trong đó có cái bài Chân Quê, sáng tác từ năm 1936. Rất là hay. Tôi sợ mất thì giờ tôi đọc cho các đồng chí mấy câu. Có được không ạ? Hôm qua em đi tỉnh về, đợi em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng, áo cài khuy bấm em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lụa sồi, cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen. Các đồng chí xem bây giờ các nghệ sĩ Bắc Ninh của chúng tôi hát dân ca quan họ đấy. Mặc áo thắt này rồi cái khăn mỏ quạ. Như hôm em đi lễ, nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Cứ như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Giữ lấy cái chân quê nền nếp. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội đã bay đi ít nhiều. 2 nhạc sĩ phổ biến được cái bài này. Từ năm 1936. Đấy, chân quê, nếp nhà đấy. Thế rồi là phải giữ cho được cái tình thủy chung sâu trước. Dân ta là như thế. Thì các đồng chí có nhớ cái bài Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Dày lắm, nhưng mà chỉ là một bài Việt Bắc thôi. Nói về cái mối tình, không phải là tình yêu đâu. Lấy cái mối tình yêu để nói về
cán bộ kháng chiến ta lên trên miền núi, cái thời kỳ chiến tranh đến năm 54 hòa bình lập lại, thì tất cả các cơ quan nhà ta về Hà Nội này, thì cụ viết cái bài Việt Bắc như một bài ca dao dài. Mình về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng khuâng trong giả bồn chồn bước đi. Áo tràm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Mình đi có nhớ những ngày, mình đây ta đó đắng cay ngọt bùi. Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm xẻ nửa chăn xuôi đắp cùng. Nhớ khi giặc đến giặc lùng, rừng cây núi đá ta cùng đánh tây. Núi răng thành lũy sắt dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Mênh mông bốn mặt sương mù, đất trời ta cả chiến khu một vùng, vân vân dài lắm. Ý giả là bây giờ cán bộ ta lên khu chiến khu Việt Bắc, bây giờ về có còn nhớ chiến khu không? Có nhớ là miếng cơm chấm muối, mối thù nặng vai. Mình về rừng núi nhớ ai, chám bùi để dụng, măng mai để già. Mình đi có nhớ những nhà, hắt hiu lau xám đậm đà lòng son. Mình về còn nhớ núi non, nhớ khi kháng Nhật thủa còn Việt Minh. Này trả lời mình đi, mình lại nhớ mình, nguồn bao nhiêu nước, nghĩa tình bấy nhiêu. Nhớ gì như nhớ người yêu, trăng lên đỉnh núi, nắng chiều lưng nương. Nhớ từng bàn khói cùng sương, sớm xưa bếp lửa người thương đi về. Nhớ từng rừng nứa bờ tre, ngòi thia sông đáy suối lê vơi đầy. Hài lắm. Thế rồi là ông... cái người ở trên ấy thì dặn rằng là mình về thành thị xa xôi, nhà cao thì còn nhớ núi đồi nữa chăng. Phố đông còn thấy bản làng, sáng đèn có nhớ mảnh trăng giữa rừng. Mình đi ta hỏi thăm chừng, bao giờ Việt Bắc thì được tưng bừng như xuôi. Thế ông lại trả lời, đường về đây đó gần thôi, hôm nay về rời bản về nơi thị thành. Hứa đấy, nhà cao chẳng khuất non xanh, phố đông càng dục chân nhanh bước đường. Ngày mai về lại thôn hương, rừng xưa núi cũ yêu thương lại về. Tức là hẹn quay trở lại chiến khu Việt Bắc đấy. Mình về ta gửi về quê, thuyền nâu châu mộng với bè núa mai. Áo này nhuộm, nâu này nhuộm áo không phai, cho tình thêm đậm, cho ai nhớ mình. Nhưng nếu ông về đây thì nhớ, lại hứa với chuyện này. Mình về nhưng mà nhà cao nhưng mà không bao giờ quên trên đi đâu. Đấy. Là cũng vạch ra một cái tương lai của miền núi. Ngày mai về lại thôn hương, rừng xưa núi cũ yêu thương lại về. Ngày mai rộn rã sơn khê, ngược xuôi tàu chạy bốn bề lưới răng. Than phấn mễ, thiếc cao bằng, phố phường như nấm như măng giữa trời. Ngói nhà mái trường ngói mới đỏ tươi, chợ vui trăm nẻo về khơi đường hàng. Muối Thái Bình ngược Hà Giang, cày bừa đông xuất mía đường tỉnh Thanh. Ai về mua vải hương canh, ai lên mình gửi cho anh với nàng. Chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định lụa hàng Hà Đông. Áo em thêu chỉ biếc hồng, ngày xuân mùa hội lùng tùng thêm tươi. Thôi dài lắm thì tôi chỉ đọc thế thôi. Cái tình nghĩa. Cuối cùng của cái đoạn ấy là mình về với bác. Để về xuôi, thưa dùm Việt Bắc không nguôi nhớ người. Nhớ ông cụ mắt sáng ngời, áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường. Nhớ người những sáng tinh sương, ung dung yên ngựa trên đường suối reo. Nhớ chân người bước lên đèo, người đi rừng núi trông theo bóng người.
hình ảnh Bác Hồ đẹp tuyệt vô cùng, cưỡi ngựa đi ung dung như thế đấy. Miền núi vẫn nhớ miền xuôi, miền xuôi vẫn nhớ miền núi, nhưng mà ông Tú khái quát chỉ mình với ta thôi. Mượn hình thức ca dao để nói về cái tình thủy chung giữa cán bộ kháng chiến với lại đồng bào ở vùng trên Việt Bắc đấy. Đấy là giữ những cái nếp nhà, giữ chân quê là như vậy. Thì tôi đọc thì cho nó đỡ buồn ngủ.